Đau mỏi, tê cứng chân tay là một hiện tượng mà có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, gây nên sự khó chịu, bất tiện trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cụ thể hơn là tình trạng này còn ảnh hưởng đến công việc và học tập nữa. Tuy nhiên, đừng lo, ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc máy massage chân HoMedics FMS351HJ sẽ giúp xua tan đi tình trạng đau nhức và đau mỏi một cách hiệu quả, nhanh chóng. Máy massage chân HoMedics FMS351HJ sử dụng chế độ massage kèm nhiệt cùng các cấp độ massage khác nhau, mô phỏng phương pháp massage Shiatsu 3D của người Nhật cho bạn cảm giác được massage chuyên nghiệp như tại spa. Máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, cất giữ, phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân. Chiếc máy massage chân HoMedics FMS351HJ được kiểm nghiệm lâm sàng và chứng nhận chất lượng của FDA Hoa Kỳ, sản phẩm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Máy sử dụng các con lăn bi xoay để massage bàn chân, hệ thống bóp bằng khí thiết kế chuyên dụng và hoạt động theo phương pháp massage Shiatsu 3D của người Nhật. Chế độ massage kèm nhiệt của HoMedics FMS351HC giúp đôi chân của bạn được thư giãn sâu hơn, đem lại hiệu quả trị liệu cao nhất. Điều khiển tùy chỉnh cho phép bạn chọn cường độ massage, cường độ lực nén khí và chế độ massage nhiệt. Miếng lắc của máy massage HoMedics có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng. Máy có thiết kế hiện đại với kích thước phù hợp với mọi kích cỡ chân. Máy massage FMS351HJ là sản phẩm thuộc thương hiệu HoMedics, thương hiệu nổi tiếng thế giới về công nghệ và độ bền sản phẩm, chiếm thị phần số 1 tại Mỹ và châu Âu. Cách sử dụng máy massage chân HoMedics FMS351HJ. Bật công tắc nguồn để khởi động. Lúc này chế độ massage khí và massage nhào sẽ hoạt động ở cường độ thấp. Cả hai mặt của nút sẽ sáng. Nhấn nút mốt một lần nữa để chuyển sang chế độ massage khí. Phía bên phải của nút mốt sẽ sáng màu xanh lá cây. Nhấn nút mốt thêm lần nữa để chuyển sang chế độ massage nhào. Phía bên trái của nút mốt sẽ sáng màu xanh lam. Nhấn nút mốt một lần nữa, chế độ massage khí và massage nhào hoạt động đồng thời. Cả hai mặt của nút sẽ sáng. Nút massage khí. Nhấn nút cường độ massage khí để điều chỉnh cường độ của áp suất không khí, chính là mức độ siết chặt chân của bạn. Khi bật lần đầu, cường độ khí sẽ bắt đầu ở cài đặt thấp nhất với nút sáng màu xanh xỉn. Nhấn nút một lần nữa sẽ thay đổi áp lực siết thành trung bình, được hiển thị bằng màu xanh lá cây sáng hơn. Nhấn nút lần thứ 3 sẽ thay đổi áp suất lên cao, được biểu thị bằng màu xanh lá cây sáng nhất. Nhấn nút một lần nữa để đưa áp suất về mức thấp nhất. Đối với nút massage nhào, nhấn nút massage nhào để điều chỉnh cường độ massage. Khi nhấn lần đầu, cường độ xoa bóp bắt đầu ở cài đặt thấp nhất với nút sáng màu xanh xỉn. Nhấn nút một lần nữa sẽ thay đổi cường độ massage thành trung bình, được biểu thị bằng màu xanh sáng hơn. Nhấn nút lần thứ 3 sẽ thay đổi cường độ thành cao, được biểu thị thành màu xanh sáng nhất. Đối với nút nhiệt, để kích hoạt nhiệt, trước tiên hãy chọn chế độ massage khí hoặc massage nhào, sau đó nhấn giữ nút nhiệt và nó sẽ sáng màu đỏ. Máy massage chân HoMedics FMS351HJ massage sâu giúp làm dịu những cơn đau nhức cơ bắp bàn chân, giảm căng cơ, nhức mỏi. Chức năng massage bơm nén khí kích thích xoa bóp bấm huyệt bàn chân. Chế độ massage kèm nhiệt giúp đôi chân được thư giãn sâu hơn, trở nên thoải mái, dễ chịu hơn, đem lại hiệu quả trị liệu tốt hơn. Lưu ý, sản phẩm sử dụng điện 110V nên trước khi quý khách sử dụng cần phải cắm vào bộ chuyển đổi nguồn điện đã đi kèm theo máy, sau đó mới cắm vào nguồn 220V. Chiếc máy massage chân HoMedics FMS351HJ được rất nhiều quý khách hàng tin dùng và ưa thích bởi nhiều tính năng ưu việt mà nó mang lại. Quý vị có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm này bằng cách click lên website meta.vn hoặc liên hệ đến hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!